Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 29 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus Vladimir Smasko sang thăm và làm việc tại tỉnh ta. Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức tuyên truyền cho học sinh huyện Mỹ Hào về biển đảo quê hương. Xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đẩy mạnh phát triển các mô hình chiết ghép cây giống cho thu nhập cao. Ông Lê Văn Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm nhiệt tình với công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ngài Vladimir Ilyich Smasko, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Belarus đến thăm làm việc với tỉnh Hưng Yên và dự lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các đối tác Việt Nam và Belarus. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhiệt liệt chào mừng Ngài Phó Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Belarus sang thăm và làm việc tại Hưng Yên. Việt Nam cùng với các nước trong Liên bang Xô Viết trước đây có mối quan hệ đặc biệt, tình hữu nghị anh em đã giúp đỡ hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Chuyến thăm của đoàn hôm nay sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống này, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó của nhân dân Belarus với nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo và các ký kết giữa lãnh đạo hai nhà nước qua các chuyến viếng thăm lẫn nhau, các cấp các ngành trong tỉnh Hưng Yên đang làm mọi cách để xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và giữa tỉnh Hưng Yên với các địa phương của Belarus. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã giới thiệu những nét khái quát về các mặt kinh tế xã hội, lịch sử tỉnh Hưng Yên cùng định hướng chiến lược phát triển, những ưu đãi lĩnh vực đang cần đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới, những lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh có thể đầu tư vào Hưng Yên. Hiện Belarus đang đầu tư liên danh hai nhà máy là thế mạnh của Belarus tại Hưng Yên là sản xuất lắp ráp ô tô trọng tải lớn và chế biến sữa. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Ngài Phó Thủ tướng có những quan tâm để nhiều sản phẩm nông nghiệp của Hưng Yên xuất khẩu vào thị trường Belarus và Belarus sẽ có nhiều dự án thuộc thế mạnh của mình đầu tư vào Hưng Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Belarus Vladimir Ilyich Smasko bày tỏ sự vui mừng khi được về thăm tỉnh Hưng Yên và khẳng định Hiệp định Thương mại Tự do được hai nước ký kết đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mà hai nước có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Belarus có những thế mạnh có thể hỗ trợ tốt cho Việt Nam từ chế tạo lắp ráp cơ khí, ô tô, vận tải, sản xuất phân bón, chế biến sữa. Belarus có dân số trên 9,5 triệu người, nhưng đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu các sản phẩm từ sữa, xuất khẩu phân kali NPK chiếm trên 20% của thế giới. Ngài Phó Thủ tướng Cộng hòa Belarus nhấn mạnh, tình hữu nghị là tốt nhưng phải thiết thực, vì vậy Belarus chọn Hưng Yên để xây dựng hai nhà máy liên danh trên cơ sở hợp tác cả hai bên cùng có lợi. Sau khi triển khai thành công hai liên danh này, Belarus hướng sẽ triển khai nhiều dự án khác thuộc về thế mạnh của mình để đầu tư vào Hưng Yên. Trước đó, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Belarus và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã đến thăm nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô MAT của Belarus đang triển khai xây dựng tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng mức đầu tư cả hai giai đoạn là trên 800 tỷ đồng. Hiện nhà máy đang hoàn thiện và đi vào hoạt động trong quý 2 năm 2018 với các sản phẩm ô tô tải, ô tô đầu kéo, xe ben và các xe chuyên dụng. Mỗi năm sản xuất khoảng 3.000 xe các loại, trong đó 40% tiêu thụ tại thị trường trong nước, 60% dành cho xuất khẩu. Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Belarus và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các đối tác Việt Nam và Belarus. Theo các hợp đồng kinh tế đã được ký kết, nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô MAT sẽ bán 1.080 chiếc ô tô các loại cho các doanh nghiệp đối tác Việt Nam với giá trị hợp đồng hơn 1.200 tỷ đồng. Sáng nay,
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Mỹ Hào tổ chức tuyên truyền cho các nam học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện về biển đảo quê hương và xây dựng các lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tại buổi tuyên truyền, các học sinh đã được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tuyên truyền cung cấp một số thông tin về các nội dung, tình hình biển đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, con đường để cống hiến phát triển tài năng của thế hệ trẻ trong quân chủng Hải quân, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với quân chủng Hải quân, đối với học viên sĩ quan Hải quân phục vụ trong quân chủng Hải quân. Hội nghị đã giúp các em học sinh hiểu và thêm yêu mến biển đảo quê hương nói chung và Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng, tạo động lực để các em phấn đấu trở thành những cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam hiện đại, chính quy và tinh nhuệ. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý giải tỏa được trên 6.100 trường hợp vi phạm, đạt gần 90% số trường hợp vi phạm. Toàn tỉnh có trên 6.800 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông. Các vi phạm chủ yếu như xây dựng lắp đặt mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo, trồng cây, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng trong phạm vi hành lang giao thông. Cùng với thực hiện kế hoạch 93A, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các địa phương đã tích cực ra quân giải tỏa vi phạm bảo đảm an toàn giao thông. Các địa phương làm tốt giải tỏa là huyện Phù Cử, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động. Tuy vậy, ở một số địa phương xảy ra tình trạng các lều lán biển quảng cáo sau khi giải tỏa được một thời gian lại tiếp tục tái lấn chiếm do nhu cầu cuộc sống và ý thức chấp hành của người dân chưa được cao. Đồng thời, công tác duy trì quản lý của các địa phương chưa được quan tâm thường xuyên. Một số trường hợp xây dựng trong hành lang nhưng trên đất hợp pháp tại một số vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông nhưng chưa có kinh phí để đền bù giải tỏa. Mặc dù đã phản ánh nhiều lần, song đến nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ vẫn còn nhiều đoạn đường giao thông thôn xóm có cọc bê tông chắn đường, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Việc xây những cọc bê tông hai bên đường nhằm giảm thiểu xe quá khổ quá tải đi vào hỏng đường, tuy nhiên những nguy hiểm nó mang lại rất lớn do bị che khuất tầm nhìn dẫn đến va quệt tai nạn, nhất là vào buổi tối khó quan sát do các cọc bê tông không được quét sơn phản quang. Có những cọc bê tông cao trên 1 mét, đường kính rộng đến 80cm như ở đường vào khu dân cư mới xã Hải Triều, nơi có lưu lượng giao thông đi lại rất lớn. Nhiều cọc được xây bằng đá trộn chắc chắn, bọc thép nhọn cạnh tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao. Đã có nhiều xã tiến hành đập bỏ cọc bê tông nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa có phương án giải quyết mặc dù người dân bức xúc phản ánh nhiều lần như ở các xã Thụy Lôi, Dị Chế, Cương Chính. Mô hình đoạn đường thanh niên tự quản đang được thực hiện tại nhiều địa phương ở huyện Ân Thi đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 100% các xã thị trấn của huyện triển khai xây dựng mô hình đoạn đường thanh niên tự quản tại các trục đường chính. Công việc chủ yếu dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý rác thải đúng cách, tránh xả rác ra đường, khu dân cư, gây mất vệ sinh. Phối hợp với các lực lượng chức năng, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Điển hình như Đoàn Thanh niên xã Hồng Vân, Cẩm Ninh và Hồ Tùng Mậu đã triển khai lắp đặt hệ thống đường điện dân sinh có chiều dài tại mỗi địa phương khoảng từ 2 đến 3 km, với tổng kinh phí thực hiện trên 150 triệu đồng, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã làm tốt công tác dân vận khéo trong việc vận động sức dân, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, Ban Công tác Mặt trận thôn Hoàng Trạch đã tích cực vận động nhân dân trong thôn đóng góp ủng hộ trên 12 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, các công trình công cộng phục vụ cộng đồng. Tiêu biểu như nhà sư Thích Thanh Quy ủng hộ trên 2 tỷ đồng, có 5 hộ đóng góp từ 30 đến 50 triệu đồng, còn lại 500 hộ trong thôn đóng góp từ 2 đến 10 triệu đồng. Để có được kết quả đó, Ban Công tác Mặt trận thôn luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các cán bộ mặt trận trong vận động tuyên truyền các đường lối của Đảng và Nhà nước, từ đó đóng góp chung vào thành công của xã Mễ Sở khi là một trong những xã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm nhất tỉnh, không còn nợ đọng ngân sách. Giữ cương vị trưởng Ban Công tác Mặt trận 10 năm nay,
ông Nguyễn Đình Bái ở thôn Đống Lương, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động luôn tâm huyết với công việc được giao. Ông Bái đã gần 70 tuổi nhưng sự nhanh nhẹn vẫn hiện hữu trong con người ông. Mỗi bước chân của ông dường như đã in dấu tại mỗi nhà, mỗi xóm trong thôn để vận động người dân tích cực tham gia các phong trào của Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, ông cùng lãnh đạo thôn đã tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Chỉ tính riêng 2 năm gần đây, thôn đã có 40 hộ tình nguyện hiến 300 mét vuông đất tự tháo dỡ tường bao để xây dựng đường xóm. Không chỉ có vậy, năm 2015, nghĩa trang đồng bộ của thôn cũng được quy hoạch và xây dựng. Những ngôi mộ cùng kích thước, khuôn mẫu được dần hình thành. Nhờ có những người như ông Bái mà đường làng ngõ xóm trở nên thông thoáng, nhận thức về một nếp sống văn minh của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Ngày 28 tháng 3, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Phong trào hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã trở thành một hoạt động được duy trì thường niên, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia hiến máu. Trong đợt hiến máu này, đã có 600 người tham gia đăng ký hiến máu và thu được 362 đơn vị máu. Đây là lượng máu quan trọng góp phần vào ngân hàng máu của tỉnh để cứu giúp nhiều người bệnh qua cơn nguy kịch. Qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng xã hội. Xã Thành Công, huyện Khoái Châu vừa tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đình Làng Quan Xuyên với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo du khách thập phương về chiêm bái. Đình làng Quan Xuyên được xây dựng từ đời vua Lê Chiêu Tông thờ ngũ vị đẳng thần, Chu Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân và hai vị thành hoàng làng là Vũ Quang Chiếu, Phạm Công Nghị. Đình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1989. Lễ hội truyền thống Đình Quan Xuyên được tổ chức 3 năm một lần vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội có tổ chức tế lễ, rước kiệu, rước nước và đặc biệt là còn diễn ra trò vật lầu. Trò chơi có sự tham gia của 72 đô vật chia làm 2 đội. Các đô vật không được dùng tay, chỉ được dùng lực ở chân rồi lấy mông và lưng làm điểm tựa để đẩy quả lầu về phía đội mình. Trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn có ý nghĩa cầu một năm mới an vui, đầm ấm, mùa màng bội thu. Hiện nay toàn tỉnh có gần 530 trang trại chăn nuôi của hội viên nông dân, có doanh thu từ 1 tỷ đồng trên năm, chiếm khoảng 80% tổng số trang trại trên địa bàn tỉnh. Điển hình như trang trại chăn nuôi lợn của hội viên nông dân Nguyễn Hữu Tân, huyện Phù Cử, mô hình nuôi bò sữa của hội viên Phạm Văn Quân, huyện Khoái Châu, mô hình nuôi vịt trời của hội viên Nguyễn Đức Diệp, huyện Ân Thi. Việc phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã khai thác sử dụng hiệu quả đất đai, vốn kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Để phát triển chăn nuôi trang trại theo hướng bền vững, thời gian qua các cấp các ngành và địa phương đã chú trọng tới việc rà soát, quy hoạch chăn nuôi, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, gần 30 hộ gia đình xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã đầu tư mái ấp trứng để xuất bán trứng vịt lộn và con giống cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng. Gia đình anh Cao Đăng Dũng, thôn Đào Đặng đầu tư trên chục lò ấp trứng, trung bình mỗi năm gia đình xuất bán 6 vạn con giống và mỗi ngày xuất bán 1 vạn quả trứng vịt lộn. Anh Dũng cho biết để có đủ số lượng cung ứng ra thị trường, gia đình đã thu mua trứng lụa từ các nơi và đầu tư con giống, nguồn nguyên liệu cho các hộ chăn nuôi, sau đó thu mua lại. Trung bình mỗi năm đem lại tổng doanh thu cho gia đình gần 10 tỷ đồng. Xã Trung Nghĩa có tổng số gần 30 hộ làm nghề ấp trứng, trong đó có trên chục hộ ấp trứng với số lượng lớn như gia đình anh Dũng. Đa phần các hộ sản xuất theo đơn đặt hàng từ các nơi như Hải Phòng, Hải Dương, Yên Bái, Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế là vùng chuyên canh sản xuất cây cảnh, cây ăn quả lớn của huyện Văn Giang, những năm qua, người dân xã Liên Nghĩa đã tích cực học hỏi, triển khai thêm nhiều mô hình ươm cây giống, cây chiết ghép, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay toàn xã có gần 20 hectare cây con giống cây chiết ghép với trên 400 hộ tham gia sản xuất. Các giống cây chủ yếu được ươm giống chiết ghép gồm cam bưởi các loại, ổi táo Đài Loan, tập trung chủ yếu ở thôn Đan Kim. Do vốn đầu tư ít, rủi ro không cao nên các hộ dân làm nghề ở đây đều có thu nhập khá. Mỗi năm thu về từ 200 đến 300 triệu đồng, tiêu biểu như hộ gia đình anh Lý Tiến Dũng, Lý Ngọc Biên. Nhờ kỹ thuật chăm sóc cùng sự linh động sáng tạo của người nông dân nên sản phẩm cây giống không chỉ đáp ứng nhu cầu cây giống trong tỉnh tiêu thụ mà còn được đưa đi đến các tỉnh bạn như Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang. Thời điểm này, nhiều hộ trồng dưa chuột tại nhiều địa phương trong tỉnh bước vào vụ thu hoạch. So với năm 2017, năm nay giá dưa chuột đầu vụ tăng 50%, mang lại thu nhập khá cho nông dân. Theo người dân trồng dưa chuột tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi cho biết cùng thời điểm này năm ngoái dưa chuột đầu vụ có giá khoảng 10.000 đồng kg, năm nay thương lái thu mua tại ruộng có giá từ 13 đến 15.000 đồng 1 kg, còn bán tại chợ sẽ có giá từ 18 đến 20.000 đồng kg. Năm nay thời tiết thuận lợi nên dưa cũng cho năng suất khá, đạt khoảng 1 tấn quả một sào. Các hộ trồng với diện tích từ 4 đến 5 sào như gia đình bà Nguyễn Thị Nụ, anh Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Nghiệp, trừ chi phí mỗi vụ dưa thu được khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Hơn 20 năm tham gia công tác hội, ông Lê Văn Tâm, chủ tịch Hội nông dân xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm, luôn nhiệt tình, tâm huyết trong xây dựng tổ chức hội, góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn. Trên cương vị chủ tịch Hội nông dân xã, ông Tâm luôn trăn trở làm sao để giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ suy nghĩ đó, ông cùng các thành viên trong ban chấp hành đã nỗ lực tìm hiểu, học hỏi các địa phương đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao về đồng đất quê hương. Hội đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ kỹ thuật trồng hơn 2 hectare cây nghệ vàng, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây ăn quả, đồng thời thành lập hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây dược liệu và tổ hội sản xuất mũ cối để củng cố mối liên kết cùng phát triển. Với cương vị là chủ tịch hội nông dân, là vai trò là người đứng đầu của công tác hội, tôi luôn sẵn sàng và nhận nhiệm vụ. Chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty Dược liệu Việt Nam, bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng năm 2018 sẽ phát triển, tập trung chủ yếu là cây hoài sơn và cây cúc hoa và cây hạt thủ ô. Song song với việc hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, ông Tâm vận động hội viên hỗ trợ ủng hộ 150 triệu đồng, hơn 800 ngày công lao động, gần 700 con lợn giống, 1.800 cây giống, giúp 27 hộ nông dân thoát nghèo. Đồng chí Tâm là một người chủ tịch hội nông dân xã rất là năng nổ, nhiệt tình. Đồng chí rất là sát sao xuống đầu bờ để mang cái khoa học kỹ thuật về để cho bà con chăn nuôi và trồng trọt. Với những hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên và phát triển phong trào, ông Tâm luôn được hội viên nông dân trong xã tin yêu. Nhiều năm liền, ông được các cấp hội tuyên dương, khen thưởng.